Tiên đang mặc cái đầm mới của Hot Story mọi người. Tiên rất là thích cái đầm này, Tiên mặc rất là nhiều luôn á. Bây giờ Tiên đang ăn xôi, mọi người hãy cùng bắt đầu cho tới nha. Lâm lâm đây, món lâm đây. It's your boy, Kyle, and welcome back to another vlog. That's it. Bây giờ thì tụi mình đang đi ra Starbucks mua chút xíu đồ để đợi mọi người tới ra họp cho buổi họp ngày hôm nay. Là 30 Tết rồi, vì sorry mọi người, hôm qua 29 tiếp Tết Tiên không có quay thì vì Tiên có làm một số công việc nữa nên là quên mất cầm máy quay, mà hôm nay sẽ quay cho mọi người. Thì bây giờ Tiên có một cái lịch đến công ty mẹ của Tiên để chúc Tết cho các đối tác, cho nên là bây giờ Tiên sẽ đi với mẹ và lát nữa về nhà thì sẽ phụ mẹ dọn đồ tiếp. Lát nữa thì Tiên sẽ quay cho mọi người, Tiên sẽ dọn cái phòng của Tiên. Mọi người sẽ xem một cái room tour nhỏ nhỏ thôi nha. Tiên đã đi chúc Tết rồi, bây giờ Tiên sẽ bắt đầu dọn thôi mọi người ơi. Finally. Yes. Ok thôi, show mọi người coi chút xíu nha. Ok, thì đây là khu vực son nè, Tiên chưa bao giờ quay cận cảnh hết. Thì đây là tất cả các son Tiên có. Tiên khi nào Tiên cũng cơ Tiên hết son cả. Thì có cái cây nè, Didalia, Romaine nè, Tom Ford nè, Chanel nè. Hai cây này là của Christian Louboutin nè. Đó. Rồi dưới đây là Didalia, một đống luôn. Xong qua tới đây là tất cả các bạn mắt. Nha mọi người, Urban Decay, Anastasia, Cleo. Đây là cái bảng mắt Tiên xài nhiều nhất đây nè. Đâu rồi, đây. Nhiều bạn hỏi cực kỳ là bảng Coral Top nha mọi người. Là bảng này Tiên cũng mới có luôn nè. Cái bảng của Didalia. Đấy, xong rồi đây sẽ là những cái foundation, rồi kem chống nắng, nước hoa. Đó, bây giờ thì Tiên sẽ dọn tiếp hai khu vực bên này. Vậy là Tiên đã hoàn thành xong công cuộc dọn phòng. Trời ơi, quá là mừng. Bây giờ thì sẽ chuẩn bị xuống ăn cơm và chuẩn bị bỏ bao lì xì để lát nữa đêm 30 này sẽ lì xì nha. Dành tiếng ta là McCallum. Hả? Nó có lên chào cô chú đi. Chào.
Cô chú. Trời ơi, luôn quá à. Cái bộ này khá là lạ mọi người. Hơi bị fancy chút xíu. À đây là mọi người. Cái này là giá bao nhiêu? 2.9 2.9 một bộ. Đây nè. Rất là fancy luôn mọi người. Oh, hello. Thì tụi mình đã về, Tiên đã về đến nhà rồi. Và đây là một cái hộp bánh mà Ivy Lê đã pack cho tụi mình. Đó, thì cái hộp bánh này nó sẽ có bánh dứa nè. Rồi cái này là một cái bánh mà bánh trứng muối, giống như bên Sài Phê hay ăn á. Ừ, đúng rồi. Yeah. Nhìn rất là ngon mọi người, nãy Tiên đã ăn hai cái bánh này rồi, rất là ngon. Bây giờ thì đang đợi Shane, Huyện cũng như là mọi người còn lại qua nha. Hi mọi người. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Hôm nay có hẹn với tất cả mọi người đều mà thì tụi mình đang có lịch chụp hình chung với tất cả mọi người, cho nên là Good morning mọi người. Hôm nay là mùng 3. Hôm nay là Valentine nhưng mà Tiên lại có hẹn với lại Ivy Lê. Ở đây không có đông người luôn á. Sợ. Thì bây giờ Tiên đang có hẹn để đi mua quà cho hai ồ trong vòng tối nay, cho nên là Tiên sẽ đi với Ivy, một con người đang single. Mình sẽ single nha các bạn. Các bạn nào có nhiều nhu cầu thì thôi đừng có ba rau, hãy liên hệ. Thì Tiên đã lựa được một vài thứ rất là cần thiết cho cái ồ rồi mọi người. Cảm ơn nha. Yay. First mission complete. Bây giờ sẽ đi mua tiếp áo ở bên Muji. Thì Tiên đã mua xong Uniqlo với lại Muji rồi. Bây giờ thì đang ngồi ăn dim sum. Say hello. Tiên đang ăn ở Osaka nhưng mọi người đã lát nữa. Để đi mua quà, mua cái hộp quà và mua dùng thiệp cho Nguyên. Nguyên nhờ. Cái hồi nó vừa mua ăn rồi mọi người, bây giờ sẽ chỗ Tài nấu cho Tiên ăn. Tiên chưa bao giờ được ăn đồ khai hồn nấu hôm nay lần nữa. Chờ xíu nha, coi lại thì tây tôm nè, đó, cheese platter, nấm, steak. Tràm thì Tiên ở đây đêm mùng 4 để mai mùng 5 thì Tiên sẽ quay lại về Sài Gòn. Mùng 6 đi làm rồi mọi người. Về là đã hết Tết. Hi mọi người, hôm nay là mùng 5 Tết rồi và sáng giờ thì Tiên có đi quay vòng vòng Sài Gòn với Kyle, thì Tiên sẽ insert cái footage ở đây cho mọi người xem. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái vlog Tết năm thứ hai Tiên về Việt Nam rồi, và mong mọi người sẽ thích các video tiếp theo mà Tiên làm cho năm 2021. Chúc mọi người có năm 2021 thật là nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.